Tôi là Lê Hoàng Bảo Vy. Muốn nộp hồ sơ thì đi tới phòng phỏng vấn. Đi tới đây nộp gì? Tôi đâu có nhận hồ sơ. Đường đường là con gái của chủ tịch lại đi về nước, xin vô làm việc ở vị trí nhân viên quèn. Tại sao người yêu của con bị tai nạn mà không một ai nói cho con biết gì hết vậy? Nếu mà anh Dương không nhớ ra con là ai thì con lại càng phải vô tập đoàn làm việc để giúp ảnh khôi phục trí nhớ. Con chỉ muốn tìm lại tình yêu của con thôi. Con chỉ muốn giúp cho anh Dương nhớ ra con là ai thôi. Tại sao tới bây giờ mà con vẫn chưa bỏ ý định khôi phục lại ký ức cho tôi vậy? Em phải làm tất cả những điều này để cho anh nhớ được em là ai. Tôi đâu có cần. Mọi chuyện để tôi tính cho. Con càng gợi nhớ cho nó là con càng hại nó đó Vi à. Ông phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, hại chết ba tôi. Ba làm tất cả chuyện này, ba nghĩ là tốt cho anh em cùng con. Anh làm gì con vậy? Người cậu nên đai nghiến và dằn vặt chính là con gái của ông. Người mà cậu gọi là người yêu chứ không phải là đứa con gái tội nghiệp của tôi. Đã bao giờ anh có một chút tình cảm nào với em chưa? Thằng Dương có gì mà em và Vi đều thích nói như vậy? Em anh Dương. Cô và anh Dương đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi khóc ơi. Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi không bao giờ quên được nỗi đau đó. Giang. 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 Ván cờ danh vọng phát sóng lúc 18:30 thứ sáu, 7 chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 trên Vion. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.